Vào đi Khoa. À. Nhanh anh còn về. Tôi chế Khoa thật đấy. Thầy toàn đi gây mê mà mày gì. Vào đi á. Khoa nào nhỉ? Cháu không cho Khoa là bình luận viên đấy nhá. Bật xin cho con về đi. Vào. Vào đi á. À được. Còn anh em ok ok đéo chứ. Hết rồi ok rồi. Okay. Rồi bắt đầu ném này. Số nó bình luôn đúng không? Rồi. Đây là Evan của Clan VIS. Thẻ bom GP. Giải thưởng là thẻ 50k. First Blood dành cho Linh Nguyễn. Ai clear 10 người là được thẻ 100.000 nhá. Đây là màn hình máy của VIS TK. Đâu, tiếp thằng nào cho em vào. Xuống rồi, stem đi cho nó yên tĩnh. Rồi, CK có mạng luôn. Đây là màn hình máy của anh Sơn Logan. Chưa có mạng nào cả. Nhảy nhô, nhảy nhào nhưng mà chưa ăn thua. Anh Sơn Logan còn có 2 máu nữa kìa. Người bom là chết rồi. Viết xe hôn, đến với viết xe hôn nào. Viết xe hôn nằm rồi. Đây rồi, đây rồi. Anh Yên đang dốc bê rồi, chạy về nhà cướp rồi. Ui dồi bom. Rồi anh chơi gà chỉ còn 21 máu thôi, gửi hay bom là chết rồi. Gặp luôn, đằng sau. Kìa, ui đồng không. Ui còn 5 máu. Ui anh chơi gà đã đứt. Chết với phập rồi. Em vào đây. Em vào cho tem luôn. Tính máy của Viz The Money. Ai phản luận ra đi cho em vào nào. Ui. Hầm B kìa, Viz Đức đang ở hầm B nhá. Bắt đầu thò cửa B kìa. Ra B rồi. Em vào nào. Anh nhìn nào kia. Thật thật quá. Đây là màn hình máy của chú Đăng AIL. Tao chẳng được thằng đéo nào là sao. Anh em mãi chẳng thằng nào chết kìa. Hiện tại đang đứng top là AIL với 8 mạng. Anh niên này KS mạng rất nhanh. Rồi gặp luôn. Phải chạy gà không? Phải chạy gà hành lang không? Phải, đúng rồi. Sao bom thì mãi không chết. Màn hình máy của Hoàng Kubi đang ở dốc B. Có mạng không? Hoàng Kubi chỉ còn có 18 máu thôi. Rồi. Cố gắng lên nào. Rồi Hoàng Kubi nằm rồi. Đây là màn hình máy của VIS Alo. Rồi cái kia có một mình em thôi.